cũng không quá dài, không quá phức tạp. Và những cái này cũng là một cái số bệnh thường gặp và cũng hay gặp ở trẻ em. Thường hay gặp ở trẻ. Về mục tiêu thì chúng ta sẽ biết được một số khái niệm, biết được cái cơ chế bệnh sinh của cái xuất huyết giảm tiểu cầu, mô tả được triệu chứng lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán và một số biết được một số cái phương pháp điều trị. Về đại cương, xuất huyết giảm tiểu cầu là gì? Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn thì ngay từ cái câu vô căn đấy để các bạn cũng đã thấy hiểu là cái cơ chế của nó. Trước kia khi mà tôi còn là sinh viên ấy, thì cái này là vẫn là gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Thế nhưng bây giờ thì người ta còn gọi là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, có nghĩa là người ta tìm ra những cái đấy là do cái tình trạng là cái miễn dịch, và nó là cái tình trạng mà bệnh lý tiểu cầu nó bị phá hủy ở hệ thống liên võng nội mô do cái kháng thể kháng tiểu cầu. Càng ngày thì người ta càng thấy có khá nhiều những cái bệnh gọi là tự miễn, nào là bệnh tự miễn, nào là bệnh do cơ địa, rồi nghĩa là rất nhiều vấn đề mà chúng ta gọi là phải chung sống một cách gọi là không hòa bình với bệnh, kể cả những từ những cái liên quan đến bệnh cơ địa, ví dụ như từ dị ứng này, rồi viêm mũi dị ứng, rồi là hen, rồi là những cái rất nhiều những vấn đề liên quan đến hệ miễn dịch của chúng ta. Đấy là miễn dịch, là một cái người ta gọi là rất là phức tạp. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp nhất là ở trẻ em hoặc là người trẻ, và nữ thì nhiều hơn nam. Cái này là các bạn mà đi khoa nhi, các bạn sẽ gặp nhiều hơn. Thế là bệnh nguyên và bệnh sinh thì người ta đã xác định được hầu hết là các trường hợp mà xuất huyết giảm tiểu cầu trước đây chưa rõ nguyên nhân, thì hiện nay thì người ta đã xếp vào những cái xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch. Và từ cái câu miễn dịch thì nó đã ra được cái cách mà chúng ta điều trị rồi. Đã liên quan đến miễn dịch thì mình lại dùng thuốc ức chế miễn dịch. Đấy. Và trong đa số các trường hợp thì người ta thấy được cái kháng thể chống lại cái kháng nguyên của tiểu cầu. Và thường ấy là bản chất nó thường là IgG. Một số cái thì kết hợp với là IgM và IgA. Và để các bạn sẽ thấy là kháng thể thường có bản chất là IgG. Và sản xuất chủ yếu ở lách tiểu cầu. Thì mình sẽ thấy là cái hiện tượng này là có thể đến khi mà tiểu cầu nó có phủ kháng thể trên bề mặt thì sẽ thể bị cái hệ thống liên võng nội mô phá hủy, và cái hiện tượng này chủ yếu ở lách. Và ngoài ra thì có thể xảy ra ở gan và tủy xương, và những cái này thì nó cũng sẽ định hướng cho ta trong cái khi mà chúng ta điều trị. Với lâm sàng thì các bạn sẽ thấy cái gì? Triệu chứng gợi ý là chảy máu. Chảy máu thì hay ở da và niêm mạc. Vậy với cái chỉ chảy máu ở cái tiểu cầu ấy, thì thường ấy, các bạn sẽ hay thấy rất là cái triệu chứng nốt chấm nốt. Và thường là nó nhiều khi chúng ta hay thấy ở chân, ở tay. Đấy. Cái bệnh có thể phát hiện tình cờ qua khám định kỳ nếu như bệnh nhân không nặng, hoặc là phát hiện qua mà chúng ta khi chúng ta phân tích cái máu ngoại vi thì chúng ta thấy cái tiểu cầu giảm. Đấy, tất nhiên là những cái hội chứng xuất huyết nó là cái mà biểu hiện nổi bật nhất của bệnh. Và khi mà đối với những cái trường hợp mà xuất huyết ấy, thì thấy những cái ban mà chúng ta gặp nhiều nhất ấy, là dạng chấm, dạng nốt, có thể có đám và mảng, nhưng mà các bạn sẽ thấy nhiều nhất là dạng chấm, nó cứ lấm ta lấm tấm giống như kiểu sốt xuất huyết ấy. Và nó có nhiều gọi là ở nhiều những cái lúc thì chấm nó đa hình thái, nhưng đa số ở dạng chấm, dạng nốt. Mình có thể gặp ở đám, ở mảng, ở niêm mạc, ở nội tạng. Và tất nhiên là có những trường hợp thì nặng thì có thể xuất huyết tiêu hóa, tiết niệu, tử cung ở não. Nói thật sự là khi mà tiểu cầu nó thấp ấy, thì nó có thể chảy máu ở khắp nơi. Thế nhưng trong xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn thì đa số là chúng ta thấy ở dạng chấm nốt mảng. Thế thôi. Chứ còn thì những xuất huyết não thì ở những trường hợp mà gọi là rất là nặng. Khi tiểu cầu giảm thì trong rất là nhiều bệnh,
mà tí nữa thì trong những phần chẩn đoán phân biệt thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Thế thế nhưng mà xuất huyết giãn tiểu cầu là xuất huyết đa hình thái, ta có thể gặp ở rất nhiều nơi, đủ mọi kiểu, từ xuất huyết ở da, ở niêm mạc, rồi ở nội tạng. Thế nhưng cái loại mà chúng ta thường gặp thì thường là ở ngoài da và ở niêm mạc, dạng chấm nốt là chúng ta gặp nhiều nhất. Thế và những cái diễn xuất huyết ở giảm tiểu cầu thì xuất huyết ở dưới da thì thường là diễn ra tự nhiên và nhiều khi không do va đập hay chấn thương. Nó khác mấy cái kiểu chảy máu của bệnh hemophili thì lại thường do va đập, vận động, va chạm thì nó rõ hơn. Còn cái này là chảy máu nhiều khi nó tự nhiên. Có rất nhiều người là vô tình đi khám hoặc vô tình mình nhìn thấy những cái đốt xuất huyết ở ngoài da. Chứ còn thì những cái trường hợp mà nó nặng, nó xuất huyết ở những cái chịu ở tạng thì lúc đó không nói rồi, thì thường tiểu cầu nó xuống rất là thấp. Vì khi mà chúng tôi làm thủ thuật ấy, hoặc là bệnh nhân mà của chúng ta có những cái giảm tiểu cầu do rất nhiều bệnh, ví dụ do suy gan chẳng hạn đấy, thì thường là những cái mà chúng tôi làm mà gọi là phân để gọi là những cái thăm dò đấy, ví dụ đặt cateter tĩnh mạch chẳng hạn, phải thăm dò cái chảy máu đấy, can thiệp đấy, hoặc là dẫn ly, thì thường người ta sẽ cố gắng chọc hút màng phổi hoặc là thì hoặc là làm cateter, thì thường là người ta sẽ phải cố gắng đẩy cái tiểu cầu lên 100 từ 100.000 trở lên trên mm khối. Đấy là người ta trước kia mình hay gọi thế, còn bây giờ mình gọi là 100 giga trên lít. Còn như các bạn biết là cái tiểu cầu bình thường của bệnh nhân của chúng ta là 150 đến 450 giga trên lít. Thế nhưng mà khi mà làm thủ thuật mà trong những trường hợp mà bệnh nhân mà bị cái tiểu cầu thấp quá thì thường chúng ta phải đẩy lên, nhất là những can thiệp mà gây chảy máu thì phải để can thiệp ấy, thì thường là khoảng 100.000 trở lên. Đấy là nói về mặt lý thuyết thôi, chứ trên lâm sàng thì nhiều khi là một là truyền mãi nó trả lên đấy, hoặc là truyền sau đó là xét nghiệm xong ấy, thì nếu như trong trường hợp đặc biệt thì nhiều khi chúng tôi phải truyền xong phải làm luôn, chứ còn để truyền xong lại đợi xét nghiệm xong rồi về ổn mới làm thì nhiều khi là đợi đến lúc mà xét nghiệm xong ấy, thì nó đã mất vài tiếng rồi, thì cái tiểu cầu nó đã lại đau xuống rồi. Nên khi những cái đấy là những cái mà rất là khó, hoặc là những cái bệnh nhân mà nó nặng quá mình truyền cứ cái nọ nó truyền cùng một lúc này, là plasma tươi, nào là cryo này, nào là tiểu cầu rồi lại hồng cầu nữa, và trong những trường hợp chảy máu ồ ạt hoặc là những bệnh nhân suy gan ấy, thì nhiều khi là những cái này đấy chúng ta hy vọng là đạt được cái tiểu cầu mức bình thường cũng rất là khó. Thì đấy là những cái xuất huyết giảm tiểu cầu là chúng ta đã thấy là dấu hiệu chính chắc chắn là chảy máu, nhưng chỉ có cái là cái chảy máu đấy là do nguyên nhân tiểu cầu, còn nó chảy máu ở khắp các cả các mọi nơi, từ ở da, niêm mạc, nội tạng. Thế thì nhưng hay gặp nhất là những cái tổn thương mà nhẹ thì chúng ta hay gặp tổn thương ở da, niêm mạc. Những cái triệu chứng mà do là xuất huyết nên là các bạn có thể thấy được những triệu chứng thiếu máu tùy thuộc vào cái mức độ chảy máu ở trên lâm sàng, và chúng ta có các mức độ chảy máu từ ở mức nhẹ, trung bình hoặc là nặng. Tiến triển cấp tính thì thường xảy ra ở trẻ em. Để ví dụ như là những cái xuất huyết thì nó thường các bệnh nặng nói chung nó gọi như là cái đả kích ý, thì nó làm cho bệnh nó nặng lên, thường sau khi một cái bệnh nhân bị nhiễm trùng. Đấy, nhiễm trùng mà có thể khởi phát với những dấu hiệu hội chứng xuất huyết kèm theo, có nghĩa là nhiều khi nó mất cái sự cân bằng một cách tương đối của bệnh nhân và tiểu cầu giảm rất là nặng. Thế thì thường những cái đợt ấy, thì bệnh nhân mà bị những cái đợt xuất huyết ấy, thì thường nó kéo dài được khoảng 2 tuần đến 2 tháng. Thế nhưng mà nếu như trường hợp mà nó tiểu cầu nó giảm nhanh quá trong những cái đợt cấp ấy, thì có thể những cái bệnh nhân bị những cái biến chứng của những cái trường hợp mà chảy máu do giảm tiểu cầu nặng, ví dụ như là bệnh nhân bị chảy máu não hoặc là chảy máu phổi hoặc chảy máu tiêu hóa, thì những cái trường hợp nặng quá cái mà có thể gây tử vong đấy là những trường hợp mà bị xuất huyết não mà nó gây tăng áp lực nội sọ hoặc những cái tổn thương não nó nhiều. Chứ còn thì ví dụ như những chảy máu tiêu hóa thì thường bây giờ mình có thể truyền thì vẫn có thể giải quyết được, nhưng mà cái chảy máu trên não thì cái hộp sọ nó rất là giới hạn, khi chảy máu thì nó tăng áp lực nội sọ thì thường những cái đấy thì là khó, hoặc là tử vong, hoặc là những trường hợp nặng quá nhiều khi nó để lại di chứng. Đấy, thì trong những cái đợt nghĩa là bình thường nó xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn này nó có những cái đợt bệnh tiến triển mà những cái khởi phát đấy thì thường hay là do những tình trạng bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng nó có thể khởi phát rất nhiều bệnh, đặc biệt là những bệnh nhân ví dụ như là
đợt cấp viêm quản phế mãn này, nghĩa là COPD này, những cái đợt cấp của rối loạn ở trong bệnh nhân bị gan nặng này, đấy, nghĩa là nó là khởi phát của rất nhiều những cái bệnh mà nó đã đang rất cố để nó giữ cái vị trí gọi là cân bằng. Thế nhưng vì tình trạng mà nhiễm trùng một cái là nó đau xuống cái mà nó lên cái đợt cấp của các cái bệnh mãn tính của bệnh nhân. Đấy, thì đấy là của rất nhiều những cái bệnh mà ví dụ có những cái bệnh mà do rối loạn điện giải, do gì chảy chẳng hạn, nó khởi phát. Nhưng có những cái bệnh mà nhiễm trùng là khởi phát của rất nhiều những cái bệnh nặng của các bệnh nhân, giống như kiểu như là dậu đổ bìm leo ấy. Đấy, sức đề kháng nó giảm. Đấy, cái phản ứng của cơ thể hoặc là cái tình trạng viêm nhiễm nó tăng là nó làm mất cái sự cân đối, một cách gọi là cân đối tương đối của bệnh nhân. Những cái trường hợp mà mãn tính ấy, thì thường xảy ra kéo dài trên 6 tháng, rất dễ tái phát. Những cái bệnh nhân này thường là trẻ, thỉnh thoảng nó lại thành một cái đợt. Đấy, và hình thức này thì mà gọi là tái đi tái lại thì lại hay gặp, cũng hay gặp ở người lớn. Và tiên lượng của những xuất huyết giãn tiểu cầu vô căn thì phụ thuộc vào mức độ xuất huyết. Tình trạng xuất huyết thì không liên quan đến số lượng tiểu cầu, nhưng mà khi mà xuất huyết, khi mà tiểu cầu dưới 10 giga trên lít thì nguy cơ xuất huyết nặng tăng đáng kể. Như các bạn thấy là ví dụ như là gọi là đến 10 giga lít thì cái nguy cơ nó rất là cao rồi. Bình thường nó có những cái ví dụ như là tiểu cầu mà các bạn mà bệnh nhân có triệu chứng ấy, không có can thiệp ấy, thì chúng tôi cố gắng phải đẩy tiểu cầu lên trên 50 gigalit. Thế còn nếu như có can thiệp thì phải đẩy lên trên 100 gigalit. Còn khi những cái tiểu cầu mà nó không có chỉ có mỗi những cái mà gọi là không can thiệp, đấy là về mặt lý thuyết thôi, chứ còn thật sự là nếu là đi khi là các bạn mà làm bác sĩ thì lúc đấy chúng ta rất sợ. Là ví dụ như là sốt xuất huyết chẳng hạn mà không có triệu chứng chảy máu ấy, thì nhiều khi các bạn xem những cái phác đồ ấy, là người ta không truyền tiểu cầu khi mà tiểu cầu, nghĩa là không có chảy máu trên lâm sàng nhé. Chảy máu trên lâm sàng thì tuyệt đối rồi, thì là mình phải truyền rồi. Nhưng mà có những cái mà về phác đồ ấy, người ta hạn chế truyền tiểu cầu, truyền máu mà. Có khi người ta phải chỉ truyền khi mà gọi tiểu cầu dưới 5 thôi. Nhưng tôi nói thật là rất là sợ những cái đấy, bởi vì nhiều khi những cái đấy mà lấy máu để xét nghiệm, nó đã chảy máu rồi. Thế thì những cái tùy theo cái mức độ giảm tiểu cầu mà nó mãn tính ấy, thì cái cơ thể của chúng ta nó có sự thích ứng. Tôi lấy ví dụ như thế này chẳng hạn, nếu như là những cái người mà họ bị lâu rồi, ví dụ xơ gan chẳng hạn, thì bình thường của chúng ta mà tiểu cầu dưới 50 thì đã nguy cơ lắm rồi. Nhưng với những cái bệnh nhân mà bị xơ gan lâu rồi thì nó có cái sự cân bằng tương đối ấy. Tiểu cầu của người ta có khi 20-30 nghìn, người ta vẫn đi bình thường, vẫn sinh hoạt bình thường. Tất nhiên là nếu như cái đấy mà bị va chạm mà chảy máu thì lúc đấy nó lại khởi động lại, thì lúc đấy nó mới nặng, nó mới chảy nhiều. Chứ còn nếu bình thường người ta mà không va chạm không ấy thì có thể 20-30 nghìn người ta vẫn sinh hoạt, vẫn sống bình thường. Thế nên là người ta mới có câu là tình trạng xuất huyết ấy, thì nó không hoàn toàn liên quan với số lượng tiểu cầu, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào gọi là cái tốc độ giảm tiểu cầu. Nó giảm nhanh như thế này thì cái nguy cơ nó sẽ nặng hơn. Chứ còn thì ví dụ như là người ta từ khoảng độ bình thường là khoảng 60 người ta giảm xuống 50 thì câu chuyện nó sẽ khác, nó không đến nỗi lắm. Nhưng nếu như bệnh nhân của chúng ta mà ví dụ từ 150 mà tụt xuống còn 50 thì đấy lại là câu chuyện, thì cái nguy cơ chảy máu nó sẽ cao hơn. Thế nên là cái con số nó chỉ là một cái gọi là cái rất tương đối, và con số đấy nó phải so với lại cái tình trạng động hay là tĩnh của từng bệnh nhân một. Thế thì nếu như những cái trường hợp mà nó có một vài cái gợi ý là xuất huyết ở võng mạc, hoặc là thường những cái thì là nó là nếu như là khi những trường hợp mà chúng ta thấy xuất huyết ở những võng mạc hoặc xuất huyết ở mắt ấy, thì là những cái nguy cơ là nó xuất huyết ở những cái vùng ấy mà nguy cơ xuất huyết não. Thế nên là có vài cái gợi ý nếu như chúng ta chỉ thấy những cái xuất huyết ở tay, ở chân thì hoặc là những cái bầm tím ngoài da, thì chúng ta phải theo dõi sát đã đành rồi. Nhưng tuy nhiên là nếu như thấy những cái xuất huyết ở cái võng mạc ấy, ở mắt ấy, thì có nghĩa là cái nguy cơ xuất huyết não là cao hơn, thì lúc đó cái thái độ điều trị của chúng ta, cái thái độ mà để gọi là xử lý cái tình trạng mà nguy cơ xuất huyết não, nghĩa là phải xử lý tích cực hơn. Khi thấy xuất huyết thế thì những cái mình phải cho truyền tiểu cầu sớm chẳng hạn, hoặc phải dùng thuốc sớm hoặc tích cực,
hoặc là phải để cho những bệnh nhân luôn luôn ở thường nó có hai cái thái độ điều trị. Thứ nhất là khi mà đối những cái bệnh nhân nặng chúng ta tiên lượng thì cái chúng ta phải có sự ưu tiên bệnh nhân nặng hơn, ưu tiên trước, mà bệnh nhân giống như kiểu mà vào cấp cứu ấy, bệnh nhân nào còn la hét được, còn chửi bác sĩ được ấy, thì bệnh nhân ấy chúng ta cũng phải thấy là chúng ta phải lựa chọn những bệnh nhân nó hết hơi rồi, chả kêu được ấy. Thì cái đấy là cái mà chúng ta còn phải lo hơn. Bệnh nhân họ ngắc ngoải rồi, sắp ngừng tim rồi, sắp ngừng thở rồi, thở ngáp rồi, không kêu được, đấy mới là cấp cứu. Thế còn thực sự những thì còn những bệnh nhân mà vẫn có sức để chửi bác sĩ, vẫn còn la hét và mày tao rồi các thứ, thì cái đấy thì vẫn là cấp cứu, nhưng mà xếp hàng chắc chắn là sau những cái bệnh nhân kia rồi. Thế thì cái bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu thì là nó là bệnh lành tính, nhưng mà tử vong vẫn khoảng 3-5%. Và những cái này thì cái tiên lượng của bệnh nhân ấy, thì thông thường là được điều trị tích cực thì người ta đáp ứng đa số là đáp ứng tốt, khoảng độ 70-80% là sẽ điều trị khỏi được bệnh. Và thường là ở trẻ nhỏ đến khi mà lớn ấy, tất cả về mọi cái là về miễn dịch, về nội tiết là các thứ nó thay đổi, thì nhiều trẻ nhỏ thì về sau đến khi lớn lên là người ta lại khỏi mà mình điều trị nó phù hợp. Cái xét nghiệm thì xuất huyết giảm tiểu cầu thì chắc chắn là các bạn thấy tiểu cầu giảm rồi. Cái thứ hai là số lượng hồng cầu thì bình thường. Nếu trong trường hợp mà xuất huyết giảm tiểu cầu mà nó gây chảy máu nhiều thì lúc đấy các bạn mới thấy được cái tình trạng gọi là HB hồng cầu nó giảm. Tuy nhiên thì nói thật sự với các bạn là nếu như nó khi mà nó tùy theo tốc độ, nếu nó giảm nhanh quá thì nhiều trường hợp nó còn chưa giảm HB, bệnh nhân đã nặng rồi. Đấy, và nghĩa là cái sự giảm lúc chúng ta lấy máu nhiều khi là nó mất máu nhanh quá, hematocrit mới lại ấy thì nó còn hồng cầu nó còn chưa kịp giảm. Thế thì số lượng hồng cầu thì bạch cầu thì bình thường. Về tủy xương thì giai đoạn đầu thì thường tăng sinh cái mẫu tiểu cầu, đấy là phản ứng của tủy xương thôi. Thế thì những cái giai đoạn muộn thì có thể giảm mẫu tiểu cầu bởi vì nó là bệnh liên quan đến chuyện miễn dịch. Đấy, những cái dòng khác, dòng hồng cầu, bạch cầu thì nó bình thường. Đấy, nghĩa là nó ảnh hưởng chủ yếu đến dòng tiểu cầu. Đấy, thế và xét nghiệm đông máu thì những cái xét nghiệm liên quan đến tiểu cầu, ví dụ như là cục máu không co hoặc là co không hoàn toàn, thời gian máu chảy kéo dài, và những cái xét nghiệm ở đông máu về huyết tương thì thường là người ta thấy APTT, prothrombin là fibrinogen là bình thường. Những cái này thì thường là hay cái kiểu như PT thì thường nó hay liên quan đến gan. Đấy, để các bạn sẽ sau này làm quen dần. Đấy, PT hoặc fibrinogen thì thường nó hay liên quan đến cũng đến tình trạng đến gan, nó cũng gặp nhiều hơn. Đấy, còn những biến dịch thì những như đã nói rồi thì thường người ta thấy cái chủ yếu là ở IgG. Đấy, thế và những cái bệnh nhân những xuất huyết giảm tiểu cầu thì thường là người ta thấy rõ rõ ở trong trường hợp nặng, người ta cắn đồng vị phóng xạ, người ta cũng có thể thấy là đánh dấu bằng cái phóng xạ ấy, thì người ta thấy là những cái đời sống của tiểu cầu ấy, nó bị ngắn và nó sẽ bị tiêu hủy ở lách. Thế nên là nếu như là bình thường mà thấy nó tiêu hủy nhiều ở lách ấy, nghĩa là cái tiểu cầu nó bị phá hủy ở lách nhiều quá, thì cái có thể cân nhắc xem là có cắt lách đi cho bệnh nhân không. Thế nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ những cái thuốc mà để điều trị những cái xuất huyết giảm tiểu cầu đến bây giờ cũng khá nhiều, và những cái này thường người ta hay sử dụng vào những cái thuốc ức chế miễn dịch, đặc biệt là cái thông thường chúng ta hay sử dụng nhất là corticoid. Thế nên là những cái việc này thì trong trường hợp nào mà những cái phương pháp điều trị mà người ta không thể giải quyết được, lúc đó thì người ta mới cân nhắc là cắt lách. Nhưng mà tuy nhiên thì trên lâm sàng thì thuốc bây giờ cũng rất tốt nên người ta cũng không phải là phổ biến lắm. Thế thì cái chẩn đoán xác định thì dựa vào những cái hội chứng xuất huyết, với như là xuất huyết ở chủ yếu là xuất huyết dưới da một cách tự nhiên đa hình thái. Thế và xét nghiệm thì số lượng giảm tiểu cầu, và tất nhiên là trong một số trường hợp thì người ta phải có những cái xem thăm dò rất là sâu hơn về tiểu cầu, bởi vì là những cái triệu chứng xuất huyết không và xét nghiệm giảm tiểu cầu thì nó có thể gặp ở rất là nhiều những cái bệnh thông thường của chúng ta, kể cả sốt xuất huyết thì nhiều khi những cái đấy nó đã có rồi. Thế và chẩn đoán phân biệt, để chúng ta chẩn đoán phân biệt là những cái nguyên nhân mà giảm tiểu cầu nhưng nguyên nhân tại tủy, ví dụ suy tủy xương,
Suy tủy xương thì tất nhiên là không phải mỗi tiểu cầu, nó cả hồng bạch cầu, hồng cầu bạch cầu, tiểu cầu nó đều giảm cả. Đấy, thì chúng ta phải chẩn đoán với những cái suy tủy xương. Đấy, thì và thường những cái này thì người ta sẽ phải thường chúng tôi sẽ phải làm huyết đồ, làm tủy đồ và sinh thiết tủy xương. Thế và chọc hút tủy xương và sinh thiết tủy xương thì lúc đó là người ta sẽ có những cái chẩn đoán rõ ràng. Đấy, thì suy tủy xương có thể là bẩm sinh, có thể là mắc phải do một số thuốc mà ức chế tủy xương, thuốc điều trị ung thư chẳng hạn, hoặc xạ xạ chẳng hạn. Đấy, hoặc là một số những cái loại mà nhiễm virus chẳng hạn. Đấy, thì cái tiếp theo nữa là bệnh máu ác tính, ví dụ như là cái bệnh về đau tủy xương, bệnh Kale chẳng hạn, hoặc leukemia, lúc nào là những cái bệnh mà nó gây rối loạn những cái tình trạng mà ở tủy xương, hoặc là ung thư di căn tủy xương, nghĩa là những cái nơi mà sản xuất hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, nghĩa là những cái nơi mà sản xuất tiểu cầu, thì nó khi mà đã ung thư hoặc là bệnh máu ác tính, nó gây rối loạn cái sinh tủy thì ở xương, và đặc biệt là rối loạn những cái dòng tiểu cầu. Chẩn đoán mà nguyên nhân tiếp theo là những cái ảnh hưởng do tăng sinh của các dòng tế bào, nghĩa là cũng rối loạn ở trong tủy, hoặc là rượu. Rượu thì là chủ yếu là do cơ chế phối hợp ức chế chủ yếu là chức lên tủy xương. Rượu cũng là một cái mà hay gây nên giảm tiểu cầu, nhưng thật sự là cái nguyên nhân chính thì nó cũng hay nó ảnh hưởng qua gan nữa. Những cái bệnh nhân mà xơ gan do rượu chẳng hạn, xơ gan thì nó giảm tất cả prothrombin, cái mà PT đấy hay gặp nhất, sau đó là tiểu cầu. Đấy, là các bạn cũng sẽ thấy là do những ức chế trực tiếp lên tủy xương. Còn một số những hội chứng rối loạn sinh tủy nguyên phát, đấy là có do rối loạn của tế bào máu và không sinh được cái dòng tiểu cầu. Và trên thực tế lâm sàng các bạn có thể thấy những cái hội chứng sinh tủy, rối loạn sinh tủy ở những bệnh nhân nặng, vì bệnh nhân nặng vừa là thiếu chất, vừa thiếu các yếu tố tạo máu, vừa là có những cái phản ứng viêm, những cái ảnh hưởng của cả quá trình miễn dịch, nên là có rất nhiều bệnh nhân nó không phải giảm mỗi tiểu cầu, cả hồng cầu, cả bạch cầu. Thế và sau khi mà điều trị tốt cái bệnh chính hoặc bệnh nhân khỏi thì cái khả năng nó vẫn hồi phục. Đấy là những cái người ta gọi là rối loạn sinh tủy mắc phải, thì trong đấy nó có thể giảm cả nhiều dòng chứ không riêng gì mỗi bạch cầu, mỗi tiểu cầu. Một số những nguyên nhân ngoại vi khác, ví dụ như là một số những cái dùng thuốc, để những thuốc mà có thể gây rối loạn tiểu cầu, ví dụ như là những cái heparin hoặc là quinidine. Những cái quinidine là những cái thuốc mà để điều trị về tim mạch đấy, để những rối loạn là nhịp nhóm 1A, kể cả penicillin hoặc những muối vàng. Một số những cái dùng thuốc thì nó có thể ức chế dòng tiểu cầu. Ngoài ra thì một số các loại kháng sinh nó cũng có thể ảnh hưởng đến những cái chuyện rối loạn sinh tủy. Đa số ví dụ như kể cả chlorocid ngày xưa chẳng hạn, thậm chí là bây giờ những cái thuốc mà chữa gút bệnh thuốc và chữa gút, thì đối với tôi một số những cái bệnh nhân bị ngộ độc colchicine chẳng hạn, nó cũng ức chế sinh tủy cả các dòng khác, trong đó có tiểu cầu. Colchicine là gặp là chúng tôi rất sợ rối loạn các yếu tố đông máu, các yếu tố mà gọi là các tế bào máu. Ngoài ra thì các bạn sẽ phải thấy là rõ ràng là những thuốc mà để điều trị ung thư chẳng hạn, nhiều khi nó cũng bị ảnh hưởng, một số kháng sinh cũng bị ảnh hưởng. Nhiễm virus mà trong các loại virus ở đây thì nhiễm các bạn sẽ thấy là nhiều loại. HBV là viêm gan B, viêm gan C, HDV, sởi thủy đậu. Tất cả mấy những cái nhiễm virus này nó đều gây giảm tiểu cầu. Và cái mà các bạn mà hay gặp nhất chính là sốt xuất huyết, sốt đanh. Thì nó cũng gây giảm tiểu cầu. Và những sốt đanh này thì cứ năm nào thì ở Việt Nam cũng có những cái mùa gọi là mùa đanh. Ở Hà Nội thì năm nào cũng có. Và dù rằng là mọi cái rất là phát triển, nhưng năm nào thì chúng ta vẫn có những cái bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết, do giảm tiểu cầu phát hiện muộn, hoặc là những có những cái là ví dụ như là thường chúng tôi hay cho bệnh nhân khám, thế sau đó là đến khi xét nghiệm nếu như đã bắt đầu thấy tiểu cầu thường nó sẽ giảm sau khoảng vài ngày. Thế và cái lúc mà nó giảm sâu nhất lại là cái lúc mà thường là bệnh nhân bắt đầu hết sốt hoặc là bắt đầu giảm sốt, thì lúc đấy là tiểu cầu nó giảm sâu nhất. Chứ không phải mấy ngày đầu đâu nhé, mấy ngày đầu nó sốt ầm ĩ dầm dĩ tất cả mọi cái, nhưng lúc đấy lại chưa phải là lúc nguy hiểm. Mà thường là đến khi bệnh nhân bắt đầu đỡ sốt, bắt đầu mệt thỉu đi, thì đấy lại là cái giai đoạn nguy hiểm nhất. Mình thì thấy đỡ sốt là mọi người lại cứ nghĩ là câu chuyện nó
bắt đầu đỡ rồi. Nhưng mà những cái lúc đấy thì thường là những cái lúc mà tiểu cầu giảm. Các bạn thì thường người ta sẽ theo dõi, ví dụ như vài ngày đầu chúng tôi không xét nghiệm nhiều. Thế nhưng mà độ khoảng độ ngày thứ tư, thứ năm trở đi là bắt đầu khi mà tiểu cầu nó bắt đầu giảm xuống đến 1.100 ấy, thì đấy là lúc bắt đầu chúng ta phải theo dõi. Ví dụ như là những ngày đầu nó có thể giảm gì đấy, xong đấy đến 100. Nhưng có thể từ ngày đầu đến tận ngày thứ tư hoặc ngày thứ ba, ngày thứ tư chúng ta mới cần xét nghiệm thứ tư, thứ năm. Nhưng khi nó đã xuống đến 100 thì những ngày hôm sau có thể phải xét nghiệm hàng ngày hoặc ít nhất là cách ngày. Thường là tôi cho cách ngày cho đến khi mà nó giảm đến khoảng 50 thì lúc đấy nhiều khi là mình phải xét nghiệm hàng ngày để thấy là lúc nào là lúc cần phải vào viện. Ví dụ như là đến khi người ta giảm xuống bình thường, ví dụ giảm xuống 100 thì còn cố, giảm xuống 50 là thôi là lúc cần đi mà cho vào viện để mà mình còn theo dõi. Để nếu như trong cái tình huống mà nó đau xuống nữa thì còn có kịp mà truyền, hoặc là nó có chảy máu trên lâm sàng. Nhưng những cái này người ta hay sợ khi nào, ví dụ bệnh nhân lại trùng với chu kỳ kinh đến cái lúc đấy, hoặc là ở những người mà có tiền sử bị loét dạ dày hành tá tràng, thì những cái lúc mà tiểu cầu của mày thấp ấy là những cái lúc có nguy cơ. Chính những cái bệnh nhân này là những cái bệnh nhân mà sẽ có nguy cơ nặng, ví dụ kể cả từ xuất huyết não rồi là cái gì đấy. Để các bạn thấy là có rất nhiều những nguyên nhân mà gây giảm tiểu cầu khác, bệnh lupus, thế nó cũng là yếu tố miễn dịch. Thế những cái này là những cái mà thực sự là lupus ở mức độ nhẹ thì đỡ, chứ còn lupus ban đỏ hệ thống sau đó là giảm tiểu cầu thì đến 20% là bệnh nhân lupus có giảm tiểu cầu. Thế thì và nhiều bệnh nhân thì có thể đấy là triệu chứng giảm đầu tiên mà nó rất là dai dẳng. Thế và bằng rất nhiều những xét nghiệm, ví dụ nó có phải khoảng bao nhiêu như tiêu chuẩn đây đấy, 11 tiêu chuẩn cái gì đấy, thì người ta sẽ chẩn đoán lupus chẳng hạn, thì nhiều khi tự nhiên lại thấy bệnh nhân giảm tiểu cầu rất vô lý, không tìm được nguyên nhân. Thì đây cũng là một những cái trong những nguyên nhân để phải lưu ý xem là bệnh nhân có bị lupus hay không. Đấy là những cái gợi ý. Hoặc những cái bệnh về máu, những cái u lanh phô Hodgkin hoặc non Hodgkin đấy, hoặc là những cái bệnh do tiêu thụ tiểu cầu giống như là đông máu nội mạc lan tỏa mà tôi đã chia sẻ với các bạn là DIC đấy. Thế hoặc là giảm tiểu cầu, một số những cái phản ứng gọi là nhận máu của những người mà nó có những kháng nguyên mà nó kháng lại tiểu cầu, thế giống như là những cái truyền thì nó sẽ gây những tình trạng là tổn thương phá hủy tiểu cầu người nhận. Nó không đến mức như là truyền máu khác nhóm đâu, nhưng mà có nghĩa là trong máu người ta có cái kháng thể kháng tiểu cầu. Thế một số những cái chẩn đoán phân biệt khác là do đông vón ở trong ống nghiệm. Thế và một số những cái để chúng ta thấy là chẩn đoán xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch là cái chẩn đoán và phải loại trừ. Đấy, thì chúng ta loại trừ hết những cái nguyên nhân. Đấy, thì và nhiều khi thì chúng ta trong một số trường hợp thì chúng tôi phải thấy là ngoài những cái này thì nó còn có những cái bệnh khác. Các bạn sẽ nghe dần những bệnh TTP chẳng hạn. Thế là do là những cái rối loạn, những cái mà chúng tôi có những bệnh TTP nó cũng là bệnh liên quan đến miễn dịch. Đấy là nhà tiểu cầu nó có giảm thấp xuống những trường hợp ấy, mà nếu như chúng ta truyền tiểu cầu vào thì nó lại bị giảm hơn vì nó sinh ra kháng thể nó phá hủy. Đấy, thì bà có những cái này thì thường chúng tôi phải thay máu hoặc là thay huyết tương, thì lúc đấy giải phóng các cái yếu tố mà miễn dịch ở trong cái máu của bệnh nhân thì lúc đấy mới giải quyết được. Còn có những bệnh nhân mà tiểu cầu nó giảm xuống khoảng 5 đến 10 mà cái chính lại cái đấy là càng truyền tiểu cầu vào thì nó càng giảm, là bởi vì nó có những yếu tố kháng tiểu cầu ở trong ấy của bệnh nhân, nên lúc đấy là chỉ có thay máu. Những cái đấy cấp cứu thì thật sự sợ, bởi vì là lúc đó là chúng ta thường là truyền tiểu cầu thì là tiểu cầu nó lại đau xuống, nó càng thấp, mà lúc đấy tiểu cầu thấp mà phải đặt catheter để mà đùi để mà lọc máu ấy, thì thực sự cái đấy là cái rất sợ. Truyền thì không được mà đặt thì những cái đấy là chắc chắn là mình biết nó sẽ chảy máu, thì thường những cái đấy phải những bác sĩ thật sự có kinh nghiệm, hoặc là chúng ta phải cố gắng để đặt dưới cái hướng dẫn của siêu âm, đặt một phát là ăn ngay chứ không thể có rút ra rút vào. Từ lúc ấy thì chỉ có khoảng mấy phút là bệnh nhân to bằng quả bưởi luôn, chết luôn. Thế thì thường những cái đấy là phải rất kinh nghiệm và đặt dưới gọi là hướng dẫn của siêu âm, và những cái đấy là chúng tôi phải chuẩn bị máu tất cả mọi cái, là đặt catheter xong là ập vào là lọc máu luôn, thay máu luôn, thì lúc đấy mới hy vọng để cứu cho bệnh nhân. Những cái đấy thì thường là sau này các bạn đi lâm sàng thì chúng ta sẽ gặp, chúng ta thay máu gọi là thay huyết tương
cách ngày, sau đó là có thể có những bệnh nhân mà phải thay máu khá nhiều cuộc thì lúc đấy người ta mới hồi phục. Và lúc khi người ta hồi phục rồi, lúc đấy mới dùng được corticoid, dùng thuốc. Chứ còn những lúc mà bệnh nhân mà tiểu cầu nó giảm dí dị thì lúc đấy thì chỉ có giải quyết bằng lọc máu thôi, chứ còn không thì bệnh nhân cũng lại xuất huyết não, nó thấp quá, tiểu cầu nó thấp quá. Thế còn thì đối với cái xuất huyết giảm tiểu cầu của chúng ta là khi cần điều trị tích cực, khi mà tiểu cầu nó bắt đầu giảm đấy, 30 đến 50 là lúc đấy là nguy cơ xuất huyết. Và những cái khi là cái này là có nguy cơ xuất huyết nếu như tiểu cầu giảm 30 đến 50. Còn khi đã có xuất huyết trên lâm sàng rồi thì lúc đó là chúng ta phải cố gắng, nhiều khi là chúng ta phải truyền cái con số, nó là tiểu cầu, nó là cái mà gọi là rất là tương đối. Vì là khi mà các bạn ấy, ví dụ như là 50 mà chưa chảy máu thì câu chuyện thái độ chúng ta vừa phải. Đấy, ví dụ 30 mà chưa chảy máu, bọn chưa gọi là cũng lo, nhưng mà follow up chúng ta gọi là theo dõi rất là chặt chẽ. Nhưng mà nếu như là 50 hoặc thậm chí tiểu cầu 60 mà bệnh nhân có chảy máu trên lâm sàng, truyền, lúc đấy chúng ta không có đợi con số, mà chúng ta phải thấy là con số bao nhiêu không biết, nhưng con số đấy không đủ để giữ cho bệnh nhân an toàn. Con số đấy vẫn để gây chảy máu trên lâm sàng, thì lúc đó là chúng ta phải điều trị, chúng ta phải truyền máu, chúng ta phải truyền tiểu cầu và chúng ta phải dùng thuốc, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng chờ đợi là cứ đến 30 mới được truyền, cứ đến 50 mới được truyền. Nên bác sĩ người ta nó khác vào một cái là có triệu chứng lâm sàng và cái phải đáp ứng của bệnh nhân, chứ không phải chúng ta điều trị các con số. Đấy. Thế và bệnh lý tự miễn nên là nguyên tắc chung là điều trị bằng ức chế miễn dịch, và corticoid là thuốc sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất trong những cái xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn. Và chúng ta thường sử dụng prednisolone hoặc là methylprednisolone 1-2mg trên gram trên ngày trong 2-4 tuần. Và nếu như có đáp ứng thì chúng ta sau đó chúng ta giảm dần nhiều liều. Đấy, và thường thì corticoid đã được 80% các bệnh nhân là chúng ta là đáp ứng. Đấy, thế và nó cũng hay tái phát, và thường là nó hay xảy ra cái tái phát ở người lớn nhiều hơn ở trẻ em. Nếu trong những trường hợp mà chảy máu đe dọa tính mạng thì cái liều corticoid chúng ta có thể sử dụng liều cao hơn. Và trong một số trường hợp thì chúng ta gọi là những cái liều gọi là liều rất cao, liều quăng là 1 gram. Thế thôi, cái này thì ở mức độ 1 gram có nghĩa là rất rất cao, thì cái đấy phải trong vòng 3 ngày, thì cái đấy là phải là để cho các bác sĩ chuyên khoa, nghĩa là về lý thuyết là như thế, nhưng khi đã quyết định như thế thì phải là có cái sự hội chẩn hoặc là những cái bác sĩ chuyên khoa người ta có kinh nghiệm. Vì nói thật lòng với các bạn là với những cái corticoid này nó cũng đầy biến chứng, đầy tác dụng phụ. Chúng ta đi lâm sàng thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những bệnh nhân tác dụng phụ do sử dụng corticoid không đúng. Ví dụ như là những bệnh nhân mà họ bị đau khớp chẳng hạn, hoặc họ bị lupus chẳng hạn, thì họ hay sử dụng những corticoid kéo dài, và sau đấy lại là suy thượng thận, thậm chí có những suy thượng thận nặng, nó còn hôn mê, nó còn co giật, nó còn tụt huyết áp, nó còn hạ natri máu, nghĩa là câu chuyện nó phức tạp rất nhiều. Nhưng mà cái tác dụng phụ do corticoid mà các bạn hay gặp nhất ấy, đấy là suy thượng thận, mặt bệnh nhân này gọi là hội chứng cơ sinh ấy. Đấy, nó mặt to như là cái đĩa ấy, tròn ấy, xong là mao mạch nó giãn ra, thì cái đấy các bạn sẽ gặp khá nhiều trên lâm sàng, kể cả đến bây giờ cũng chúng ta cũng thường xuyên gặp. Thế thì và nếu trong những số như trường hợp mà không đáp ứng với corticoid hoặc là phụ thuộc thuốc thì chúng ta phải cân nhắc là cắt lách. Thì một số trường hợp thì nó cũng sẽ ổn định, còn một số trường hợp mà thất bại thì lại bắt đầu lại corticoid lấy lại. Có cái tiêu chuẩn cắt lách thì thường là người ta điều trị 6 tháng bằng corticoid thất bại mà tiểu cầu nó vẫn cứ giảm dưới 30 và cái 30 gigalit, và tình trạng sinh mẫu tiểu cầu tủy nghĩa là còn tốt, nghĩa là sinh ra vẫn tốt, nhưng mà cuối cùng là toàn đến lách thì là bị tịch thu kiểu như thế. Và tuy nhiên thì mình phải lưu ý là lách nó cũng là cái nơi mà để sản xuất những cái về gọi là cái khả năng bảo vệ của cơ thể, nên khi mà cắt lách xong là cái tình trạng nguy cơ là bị nhiễm trùng nó sẽ tăng lên. Thế nên là những cái đấy thì thường những cái bệnh nhân ấy thường họ phải tiêm chủng phòng cả cúm rồi những cái các loại vaccine và để gọi là tụ cầu rồi phế cầu này rồi hemophilus influenza, để những cái bệnh nhân mà sức đề kháng nó kém ấy, thì thường người ta phải tiêm phòng. Đấy là gọi là về lý thuyết thôi, chứ còn trên thực tế thì bây giờ những các cụ già này hoặc những người họ nghiện rượu này thì cái sức đề kháng kém, thì ngoài hàng năm người ta tiêm phòng vaccine cả phế cầu rồi là vaccine cúm các thứ, thì bây giờ người ta đã tiêm rồi, nghĩa là những người mà
họ phải sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch có nguy cơ mắc những cái bệnh mà gọi là thông thường đấy. Như vậy thì đối với người bình thường thì câu chuyện nó đã nguy hiểm rồi, nhưng đối với những người mà sức đề kháng nó kém thì người ta còn phải tiêm phòng cả phế cầu và cả phế cung hàng năm. Bây giờ người ta đã làm rồi. Thế và những thuốc mà ức chế miễn dịch là khi mà tiểu cầu vẫn giảm thì người ta phải dùng những cái thuốc mà người ta còn sử dụng ức chế miễn dịch nặng ấy. Để trong những trường hợp mà thậm chí những thuốc này người ta còn sử dụng trong điều trị ung thư nữa cơ. Đấy, như là vancomycin hoặc là cyclophosphamide, như androsan ấy. Androsan cái này chúng tôi còn điều trị một số trường hợp ức chế miễn dịch nặng, ví dụ kể cả điều trị những cái ngộ độc paraquat ấy. Và bởi vì là phải ức chế miễn dịch rất là nặng để nó đỡ tổn thương đánh vào phổi, tuy nhiên thì tất nhiên cái tác dụng của nó chỉ được vừa phải thôi, nghĩa là trong những trường hợp mà người ta vận công hết rồi mà ta dùng không được thì người ta phải sử dụng cả những thuốc ức chế miễn dịch ở mức độ cao như thế này. Tuy nhiên là những cái thuốc ức chế miễn dịch này thì nó sẽ có cả những cái tác dụng phụ, hoặc nghĩa là cái mặt trái của cái tác dụng phụ do thuốc. Cái này thì khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta sẽ phải theo dõi. Đấy, hoặc là gamma globulin thì thường được sử dụng trong những trường hợp cấp cứu. Đấy, thế thôi. Đấy, còn thì những cái phòng biến chứng thì làm gì? Nếu như là cần được điều trị hỗ trợ thì chúng ta truyền khối tiểu cầu. Đấy, nếu như tiểu cầu thấp hoặc là chảy máu trên lâm sàng thì chúng ta truyền máu cho bệnh nhân, truyền tiểu cầu. Đấy, thế và trong những trường hợp mà nặng thì có thể phải truyền nhiều. Đấy, thế và trao đổi vết thương. Đấy, ví dụ như là trong những trường hợp mà chúng tôi phải trao đổi vết thương khi để làm để các bạn sẽ thấy là nhiều khi là nhanh chóng giảm cái lượng kháng thể chống tiểu cầu. Thế giống như là một số bệnh mà liên quan đến miễn dịch ấy, lúc đấy là người ta phải thay máu đi, thay gọi là plasma exchange, người ta thay máu đi, người ta giải quyết được công việc. Thì thường là chúng tôi hiệu quả sau 2 đến 3 lần trao đổi huyết tương. Có những bệnh nhân nặng thì chúng tôi phải làm thay máu đến 5 lần đấy, hoặc là thậm chí còn hơn. Thì tùy theo những cái lượng mà kháng thể chống tiểu cầu hoặc là những cái bệnh lý về miễn dịch người ta nặng nhẹ mà mình có những cái trao đổi huyết tương hoặc cái thay huyết tương mà nó phù hợp. Đấy là cái bài xuất huyết giảm tiểu cầu. Các bạn thì có cái câu hỏi gì không? Có chia sẻ câu hỏi gì không? Ôi cô, cứ hỏi đi. Cô cho em hỏi ở cái bài ung thư đại tràng. Cô thì đợt trước em có nghe một thầy có nói là cái việc mà cắt bỏ cái ruột thừa ấy có thể làm tăng cái nguy cơ ung thư đại tràng đấy, có đúng không cô? Nếu mà có đúng thì có lý do gì không ạ? Thật xin lỗi bạn là cái đấy thì tôi cũng không có kinh nghiệm. Thế thì để tôi sẽ hỏi thử xem là tôi có được thông tin không, còn nếu không thì các bạn sau này các bạn có thể gặp để hỏi các bác sĩ mà ngoại khoa họ có kinh nghiệm trong cái đoạn phẫu thuật đại tràng nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Còn bởi vì thường là những cái mà của ruột thừa ấy, nó là có những cái tổ chức lympho ở đấy. Thế thì cái sự liên quan thì bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm nhé. Nhưng mà cũng là một cái để tôi sẽ hỏi và bản thân tôi cũng muốn học. Bởi vì những cái thông tin ấy, bởi vì những người ta làm gọi là về chuyên khoa ấy, người ta có thể có kinh nghiệm hơn mình nhé. Cả tôi và bạn cùng hỏi nhé. Nếu tôi hỏi được trước thì hôm nào giảng lớp này tôi chia sẻ luôn. Đấy. Còn bạn hỏi được thì hôm nào đấy thì hô khẩu hiệu luôn nhé. Tên là gì đấy? Dạ tên là Ngô Duy Phương ạ. Bạn Phương hả? Ok, thế Phương nhé. Dạ vâng ạ. Rồi. Có bạn nào còn câu hỏi gì không? Cái này ngủ hết rồi. Không ạ. Thôi thế thì hôm nay thì mình tạm dừng ở đây nhé. Để sau đó là có cái gì mà lại nghĩ ra cần hỏi thì chúng ta lại hỏi và chia sẻ nhau sau, được không?